Hôm nay em tiếp tục về kiếm vàng Tây Linh thì có này. Đây. Này hàng về thân lùn ngắn đẹp lắm. Đây, cái này em tách ra thành từng hai khóm một. Hai khóm một thì nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ trồng hơn và nó sẽ đẻ khỏe hơn các bạn. Đây. Hai thân như này là em bán là 3 triệu. Các bạn, hai thân như này là 3 triệu. Còn một thân như này là 1,5 triệu các bạn. Đây. Một thân vàng Tây Linh này 1,5 triệu. Đấy. Vàng Tây Linh là một cái em rất thích và cũng rất thích bán cho các bác, vì thứ nhất nhìn thân lá nó dễ. Đây. Đấy các bác nhìn cái mép này nhá, nó giống như phan chí đấy. Phan chí nó gập hơn này. Thân nó xanh đậm. Nhà em có rất nhiều vàng Tây Linh. Đây cũng vàng Tây Linh này. Đây một thân già. Đây cũng là vàng Tây Linh này. Đấy. Đặc biệt là nó càng nuôi càng đẻ khỏe mà không phải bản lá nó bé đâu các bạn. Đây như chậu, những cái chậu như này của em mà bản lá to đùng luôn. Đây đây. Các bác nhìn, đây là sóng tôn này. To đùng luôn. Hầu như vàng Tây Linh là nó không chăm sóc, nó không bao giờ nó ít khi nó bị sần. Nó không bị sần như là cái dòng phan chí hay là xanh Huế mấy. Đây, bản lá đanh này. Lá nó đẹp, thân đẹp, đẻ khỏe. Nếu mà tất cả cái chỗ này nhân giống 1 năm sau thì nó sẽ được gấp 4 lần như này. Các loại khác chỉ được như phan chí thì được gấp đôi, còn xanh Huế được gấp 3, còn cái này là gấp 4. Đấy là cái vàng Tây Linh. Đây, em bán là đây, một thân là 1,5 triệu. Còn hai thân như này là 3 triệu. Cái này còn biên này. Đấy. Đây là vàng Tây Linh. Còn vàng Tây Linh thì tính ra là 1,5 triệu một thân, còn nếu mà khóm hai thân là 3 triệu, còn khóm 4,5 triệu này. Đây khóm 4,5 triệu nó như này. 4,5 triệu to này, đẹp này quá này. Nhìn chất không? Bắt đầu đấy khóm này thì quá tuyệt vời. 4,5 triệu. Còn cái kiếm trắng Thái Nguyên ấy, củ to ngang cơ vàng Tây Linh luôn. Đây. Kiếm trắng Thái Nguyên em còn mấy thân này. Đây. Đây hai cái thân này em bán là 1 triệu này. Đây hai thân này 1 triệu này. Thân này thì em bán 400 thôi, còn đúng một thân nhỏ nhỏ là 400. Để làm giống này. Bọn này tất cả mắt ngủ còn nguyên nhá. À cái này hết mắt rồi. Cái thân già này 400 này, trắng Thái Nguyên. Còn cái này. Cái này là 1 triệu, hai cái này là 1 triệu. Đấy trắng Thái Nguyên hôm qua cả vụ to tướng lại bán hết rồi. Chả còn mấy được các bạn. Còn đây Bạch Vân này, cái này là em bán là 1,5 triệu này. Hai thân. Bạch Vân hay là người ta còn gọi là Ba La cánh bầu ấy. Ở đây là xuất xứ từ vùng Ba La cánh bầu. Thì người ta gọi luôn là Ba La cánh bầu hay là một cái tên nó mỹ miều hơn là Bạch Vân. Cái này thì em tách ngầm. Thì bây giờ là chậu vẫn còn nguyên. Các bác nào lấy cả chậu thì nó ổn định rồi thì về chỉ việc chăm thôi. Đấy, thấy dễ luôn. Cái này chỉ trồng bột dừa thôi nhưng mà khỏe lắm. Bột dừa mà nếu mà biết chăm sóc nó tốt lắm. Còn đây là vua cương sơn. Hoa rồi nó phải tàn thật. Vua cương sơn thì chơi được lâu lắm rồi. Đây em bán là 200 một chậu các bác nhé. Đây. Mưa đến là mầm miếc là mọc mầm. Mai kia lại bón phân tan chậm nữa. Cái bọn cát này ăn phân khỏe lắm các bạn. Các bác nếu cứ bón phân thì bón thật lực vào, bón nhiều vào. Nó ăn rất khỏe. Nó không như các loại khác đâu. Riêng cái loại cát này là ăn phân ghê lắm. Hôm nay em về một cái loại chậu mới. Tên là chậu giả gỗ. Chậu giả sen. Chậu nhựa giả sen. Đây. Nếm cái này cho các bác. Nếu các bác xem chất lượng. Tùy từng chậu mà nó có những chất lượng giống hoặc khác nhau. Đây em sẽ quay cái chậu này các bác xem. Đây một cái chậu này rất là vừa vặn. Chậu này chậu như là chậu 25 các bác. Đây chậu 25 nhé. Đây. Nó như này. Cái này các bác trồng thì phải kết hợp thêm cả túi lưới nữa, bởi vì những cái thanh nhựa này họ tốn rất là nhiều nhựa để làm. Đây. Để em so sánh với cả các bác với cả một cái chậu lan này. Chậu này cũng 25 nhưng mà em chỉ bán 10.000 thôi. Chậu 25 này 10.000. Nhưng chậu này các bác nhìn cái đường nhựa này nó phải làm lan như là những cái gỗ ấy. Đây. Nó tốn nhiều nhựa hơn. Và trông công nhận nó cũng sang chảnh hơn thật. Giá chỉ 23.000 cái thôi các bác nhá. À đâu, 22.000. Chậu này 22.000 một cái. Đấy các bác nếu mà làm một vườn trồng cái loại này cũng hay này. Trông nó rất là sang mà đến lúc đặt bàn nó cũng đẹp. Còn chậu này chỉ 10.000 thôi. Chậu phi 25 này 10.000. Còn cái chậu phi 20 ấy. Phi 20 chỉ có 7.000 thôi. Đây con này. Phi 20 là chỉ có 7.000 thôi. Đây. Nhưng mà nó có gì là 23 nhưng mà em tính là 20 là 7.000 thôi.
Đấy, 7.000. Còn có loại chậu phi 30. Cũng là hãng này là phi 30. Phi 30 hình như là em không biết còn. Đấy, phi 25 là phi 30 đây. Đây là phi 30 này. Phi 30 12.000. Đấy, đây chậu nhựa. Chậu nhựa giả gỗ. Đấy, phi 30 là em tính là 12.000. Còn chậu này là 22.000, chậu này nó hơi đắt tí. Chậu này nó tốn nhiều nhựa hơn. Đây, đây các bác này. Đấy, chậu sen, chậu nhựa sen. Đây chậu nhựa sen nhá, 22.000 nhá. Đấy, còn Mạc Xuân. Điện ăn Mạc Xuân thì em bán là 80.000 một cân. Đây, hàng lại về đấy các bác này. Các bác lấy từ 10 cân là giá chỉ còn 60.000 thôi các bác nhá. Đấy, 80.000 một cân, lấy từ 10 cân là giá chỉ còn 60.000. Bên này là vũ nữ vàng chanh thì em vẫn bán là 150 một chậu. Vũ nữ vàng chanh nhìn rất là mê. 150 một chậu. Đây là vũ nữ vàng chanh. Vàng chanh hay là đây, nhìn sợ. Hoa của nó chơi được lâu lắm các bạn. Bất kể mưa gió sấm chớp này. Đây. Nhà em bây giờ lúc nào cũng trong nhà cũng có hoa. Còn cây này là kim cương vàng. Kim cương vàng thì cái vai của cái kim cương vàng nó to hơn. Đây các bác nhìn này. Cây vàng chanh thì vai nó ngắn ngắn nhé. Còn cây này nó vai nó rộng này. Cô gái này mặc váy nhưng mà hai cái cánh váy nó rộng hơn. Còn váy này hẹp hơn này. Đấy. 150 một chậu vũ nữ vàng chanh. Đây. Đây nuôi vàng tinh linh thì các bác nào lấy trồng tốt này. Bên ngoài này em vẫn còn phi điệp lụ xanh. Em bán là 180. Còn hao hoa trắng. Hao hoa trắng em vẫn bán là 150. Một chậu một thân. Hao hoa trắng nhìn ác liệt. Công nhận luôn. Đấy, hao hoa trắng các bạn. Chắc chiều em mang đi trồng hết rồi. Trồng một cái chậu to hơn để cho trồng một cái chậu đẹp hơn. Trồng em bây giờ em trồng kiểu này các bác ạ thì nó vừa bán được bác vừa nhẹ cước này, vừa đảm bảo này. Trồng bằng quả thông nhập khẩu luôn. Xong rồi cho cái đây. Cho cái cốc nhựa này. Cái này có thể chơi được cả rễ. Em vừa nghiên cứu ra kiểu trồng này khá là thú vị. Còn kiếm đài gieo hạt em vẫn bán là 120 một chậu không nhá. Đây. Kiếm đài gieo hạt 120 một chậu. Đai châu. Đai châu là 150. Bên này là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng. 300 một mẹ một con này. 300 một thân. Đây vàng cánh bầu Hải Phòng 300 một thân. Cho dù là vàng cánh bầu nhưng mà vẫn trồng bằng vỏ thông nhập khẩu hết. Bên này là cây mấy cây kiếm Thái. Semi alloy folium này, 900 này. Bên này là phan chí rau hạt. Phan chí rau hạt em bán là 100 một cây. Đấy. 100 một cây phan chí rau hạt. Đây phan chí rau hạt này, càng trồng càng đẹp luôn các bạn. Nói chung càng để lâu ở vườn em thì càng đẹp. Đấy. Cây này nó khỏe, dễ lên. Còn đây là xanh Huế gieo hạt. Xanh Huế gieo hạt là 80.000 một cây. Đây là mấy loại kiếm này nhưng mà mấy hôm nó vàng mà bây giờ bắt đầu phải trồng rồi. Đấy. Các loại kiếm tách ra bắt đầu phải trồng luôn. Đây là trầm rồng đỏ, trầm rồng đỏ thì sắp có hoa rồi. 150 một cây. Đấy. 360 một cây. Trong dòng đỏ đây có những chậu hai mầm gốc nhìn khá là xinh. Còn đây là những cái dòng gieo hạt nhỏ hơn. Bên này là trầm biên vàng 160 này. Còn bên này là kiếm số 3 của Thái này. Đấy, cây nó cũng rất là đẹp, 300 một cây. Kiếm số 1 Thái cũng 300 một cây. Đấy, phan chí gieo hạt của em đấy. Cây này nếu mà trồng khoảng 2 năm là cứ bán ra được khoảng 5 đến 6 triệu một chậu. Nhưng nếu chuẩn phan chí của em ấy. Còn các bác mua hàng phan chí theo kiểu nó bịt quả dừa vào là của Thái này thì các bác đến lúc không bán được đâu. Hoặc các muốn giao lưu cũng khó, hoa nó cũng khó sổ số ra đẹp. Cát em bán là 100 một chậu. Đây là cát này. Cát Thái hoa đại. Phi điệp của em thì có mầm gốc đầu lên mầm gốc rồi. Đây là phi điệp trắng đài. Trắng đài 130. Trắng đài thôi, trắng đài thà các bác mua chơi, mua cái Hawaii còn sướng hơn. Hawaii này nó còn đang có lụ. Ở đĩa dớn thanh lý em vẫn bán là 5.000 một cái nhá. Số lượng vẫn còn nhiều nhá.
Còn bảng dớn 20-40 thì bây giờ em bán là 16.000. Còn 15-40 là 15.000. Cát mini là 100. Đấy. Bên này là có những cái chậu gỗ hàng khủng này. Đây. Chậu gỗ này là chậu gỗ 30. Chậu gỗ 30 em bán giá là 160.000. Còn đây là chậu gỗ 40. Đây, chậu 40 các bác này. Chậu 40 để dành cho các bác có những hàng nó cực khủng ấy. Hoặc các bác muốn ghép tầm khoảng 50 thân vào đây ấy. Thì lấy cái 40 này 230 một cái. Đây. Chậu 40. Còn lưới Nhật thì em vẫn bán là 180 một tấm. Lưới Nhật. Chậu 25 này thì em bán là 120 này. Còn chậu gỗ nhãn. Chậu gỗ nhãn phi 25 là 65.000. Phi 20 là 55.000. Và phi 30 là 80.000. Chậu gỗ nhãn thì rẻ nhất. Đây, chậu gỗ nhãn thì rẻ nhất các bạn. Còn lưới đài, lưới đài thì đây này, khổ này là 5m này, 5 x 4 là 20m2. 20m2 này em bán là 300. Còn đây là 4 x 4 là 240. Đấy, em cắt thành những cái mảnh này để các bác có thể dễ sử dụng. Còn đồ ngâm rượu em vẫn có mật ong khoái này. Nấm ngọc cẩu 200 này. Chuối hột là 100 này. Hôm nay còn về thêm đá bọt nữa. Đá bọt Indonesia là 12.000 một cân. Đây. Đá bọt Indo 12.000 một cân. Phân dê là 15.000 một cân, phân chùn quế 25. Phân cá 35. Vỏ thông nhập khẩu thì 45.000 một cân. Lấy cả bao là 450, vỏ thông Ochita. Các loại B1 này, Humic này. Cái kiwi xanh. Cái kiwi đỏ có hết các bác nhé. Rồi em cảm ơn các bác.